Cảm ơn các em học sinh vùng Tân Phú đã đến với tiết học trực tuyến môn giáo dục thể chất của trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, tuần 13, bài thể dục liên hoàn đá cầu. Về phần kiến thức, chúng ta sẽ ôn lại bài thể dục liên hoàn 35 động tác học mới môn đá cầu, ôn tân, uống cầu, đá cầu bằng ngực, học tân cầu, vận cầu, học điều lực đá cầu, luyện tập các bài tập nhảy lắc mót. Về năng lực, năng lực tự chủ và tự học, tự giác, tích cực trong tập luyện, năng lực lập kế hoạch hoạt động tập luyện hàng ngày, nhận biết và thực hiện được các tư thế vận động cơ bản, 35 nhịp của bài thể dục liên hoàn, hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản trong kỹ thuật đá cầu, phát triển các tố chất khéo léo, phát triển thể lực qua các bài tập rèn luyện sức khỏe tại nhà. Về phẩm chất, có ý thức tự giác, chăm chỉ, trung thực khi thực hiện nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng. Những yêu cầu khi luyện tập tại nhà: trang phục thể thao, nước uống, giày thể thao, biểu tượng, tiếp tục xem video bài giảng, tạm ngừng xem video bài giảng. Sau đây chúng ta sẽ bước vào phần mở đầu, hoạt động khởi động. Các em sẽ khởi động các khớp trước: xoay cổ, xoay khuỷu tay, xoay vai, xoay cánh tay, xoay hông và cuối cùng là xoay cổ tay, cổ chân. Các em chú ý, mỗi động tác chúng ta thực hiện 2 lần 8 nhịp. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một số động tác căng cơ. Căng cơ tay vai trước, căng cơ tay vai sau, nghiêng lường, căng cơ ngực, gập thân, ép dẻo dọc, ép dẻo ngang, căng cơ đùi sau và cuối cùng là căng cơ đùi trước. Sau đây là clip khởi động, các em quan sát và thực hiện khởi động theo thầy nhé. Nội dung ở phần này chúng ta gồm hai nội dung chính: phần A ôn tập, B học mới. Ở phần ôn tập, các em sẽ ôn lại bài thể dục liên hoàn 35 động tác, ôn kỹ thuật tân, uống cầu, đỡ cầu bằng ngực. Về phần học mới, các em sẽ học tân cầu, giật cầu, học điều luật đá cầu, luyện tập các bài tập nhảy lát mót. Sau đây
Cô mời các em xem clip ôn tập hoàn thiện bài thể dục liên hoàn. Các em chú ý nhịp điệu và biên độ động tác nhé. Phần ôn kỹ thuật đá cầu, các em sẽ ôn các nội dung sau: ôn tư thế chuẩn bị và di chuyển, ôn tăng cầu bằng mu bàn chân, bằng má trong bàn chân, ôn phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, ôn đỡ cầu bằng ngực, ôn tăng bún cầu. Ôn tư thế chuẩn bị, các em chú ý, hai chân chúng ta đứng gọn bằng vai, phần mũi chân thuận đặt ở sau gót chân trước khoảng một bàn chân, chạm đất bằng một nửa bàn chân, hai đầu gối hơi khuỵu. Phần trọng tâm cơ thể dùng vào chân trước, tung cầu lên trên cao khoảng 0,5m. Các em quan sát tư thế di chuyển đơn bước. Phần hình thành kiến thức mới, chúng ta sẽ chia ra làm hai nội dung. Thứ nhất, chúng ta sẽ học kỹ thuật tăng cầu giật cầu. Thứ hai, chúng ta sẽ học lực đá cầu. Nội dung học kỹ thuật tăng cầu giật cầu. Về tư thế, chân thuận đặt phía sau, chân trụ trước, trọng tâm cơ thể hạ thấp hơn, lưng hơi khom, hai tay để tự nhiên giữ thăng bằng. Về động tác,
Khi cầu gơi cách mặt sân khoảng 20-30 cm, người chơi nhấc đùi vuông góc với thân trên để mu bàn chân tiếp xúc với cầu, giật cầu bay lên, hơi chết ra phía trước theo ý muốn. Lưu ý, khi các em giật cầu bàn chân không thuận đặt ở phía trước thì cần chuyển trọng tâm cơ thể sang chân sau, chân thuận. Các em xem clip kỹ thuật tăng cầu giật cầu. Hoạt động luyện tập 1. Thực hiện mô phỏng động tác khi không có cầu. Chúng ta sẽ vào tư thế chuẩn bị và thực hiện động tác. Nhịp 1. Ngã thân trên, duỗi chân đá rồi lật nhanh mu bàn chân. Nhịp 2. Đưa chân đá về tư thế chuẩn bị. 2. Thực hiện động tác khi có cầu. Để có được cảm giác với cầu, các em có thể thực hiện bằng hai cách sau. 1. Giật cầu từng chân từ 5 đến 10 lần. 2. Hai chân luân phiên nhau từ 5 đến 10 lần. Bên cạnh việc học mới các kỹ thuật đá cầu thì hôm nay cô sẽ giới thiệu về luật đá cầu cho các em điều 6 và điều 7. Điều 6. Đấu thủ. 1. Trận đấu đơn diễn ra giữa hai đội, mỗi đội có một đấu thủ. 2. Trận đấu đôi diễn ra giữa hai đội, mỗi đội có hai đấu thủ. 3. Trận đấu đội diễn ra giữa hai đội, mỗi đội có 3 đấu thủ. 4. Trận đấu đồng đội diễn ra giữa hai đội, mỗi đội có tối đa 9 đấu thủ và tối thiểu 6 đấu thủ. Thi đấu theo thứ tự: đơn, đôi, đội, đôi, đơn. 5. Mỗi đấu thủ chỉ được phép thi đấu không quá 2 nội dung trong nội dung đồng đội, kể cả nội dung 3 đấu thủ. Điều 7. Thay người. 1. Được phép thay đấu thủ ở bất cứ thời điểm nào. Được thay 3 đấu thủ trong một hiệp, theo yêu cầu của lãnh đội hoặc đội trưởng của mỗi đội với trọng tài chính khi cầu dừng. Mỗi đội được đăng ký 3 đấu thủ dự bị ở nội dung đội, còn các nội dung đơn, đôi không có đấu thủ dự bị. 2. Trong khi đấu, khi trọng tài chúc quyền thi đấu của đối thủ ở nội dung đội thì đội đó được quyền thay thế đối thủ khác nếu như đội đó chưa thực hiện thay người trong hiệp đấu đó. Nếu đã thực hiện thay người rồi thì bị xử thua. Ở nội dung đôi và đơn thì đội đó bị xử thua. Sau đây là các bài tập rèn luyện sức khỏe.
Để có sức khỏe tốt trong mùa dịch, các em cùng quan sát và thực hiện một số bài tập phát triển thể lực để tăng cường sức khỏe tại nhà. Các em tập theo các bạn thông qua bài lát mốt nhé. Nhằm tư thế bàn tay sắp ngửa ở các nhịp động tác. Về nội dung đá cầu thì các em chú ý chưa ngã thân chân về sau, chân đá không duỗi hết, chưa có động tác gập nhanh bàn chân. 2. Cách khắc phục. Về nội dung bài thể dục phát triển chung, cách khắc phục như sau. Chúng ta thực hiện động tác chậm, chú ý biên độ động tác, tập luyện hàng ngày để nhớ động tác, kết hợp tập luyện với nhạc để tăng hứng thú và nhớ lâu. Về nội dung đá cầu, tập kết hợp ngã thân trên, duỗi chân đá và gập nhanh nhiều lần không cầu, tay bám vào nơi cố định để giữ thăng bằng. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Chúc các em luôn vui khỏe để học tập thật tốt. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em vào buổi học của tuần sau.